Thực sự là cả hai bạn ạ, bởi vì là vừa là hạnh phúc vừa là rất là thương chồng, bởi vì cá nhân mình tập thì mình cũng chưa bao giờ bị kiểu đổ nhiều máu ở trên sàn đấu như thế, nên là đấy là lần đầu tiên, cũng là hạnh phúc bởi vì là đây là cái ước ao, cũng là cái niềm khát khao bấy lâu của mình để được trên sàn MMA và nhất là được giành được Dai Lion Championship 2022. Thì bởi vì là mình với vợ mình quen nhau khi mà mình đang đi tập võ rồi, thế nên là vợ mình vẫn tiếp tục ủng hộ cái đam mê của mình, bởi vì là mình vừa đi làm mà mình vừa gọi là làm dùng đam mê của mình để kiếm ra tiền để nuôi sống gia đình, thế là vợ mình cũng ủng hộ. Bởi vì như mọi người đã biết là cuối tháng 11 là đánh Lion rồi, thế nên là sau đấy thì bọn mình tháng 12 bọn mình có cái đại hội thể dục thao toàn quốc ấy, thế nên là mình cũng không có thời gian quá nhiều để nghỉ ngơi và mình đã quay lại tập luyện để chuẩn bị cho đại hội. Xong cuối cùng đại hội xong thì cũng là đến Tết Dương âm lịch, xong mình lại chuyển vào trong Sài Gòn này để mình tiếp tục tập luyện để đợi lịch bảo vệ đai ạ. Họ của vợ mình ấy thì bắt nguồn từ Trung Quốc, thì mình cũng có một lần mình về họp họ mình biết được là có một vị tướng ở bên Trung Quốc sang lại từ rất lâu rồi, bây giờ ở Quốc Oai và ở Thanh Oai chia làm hai mảng ấy. Vậy thì ở Quốc Oai thì cũng rất là đông người họ Tào ấy. Thì cơ duyên thì gọi là mình quen vợ mình là khi mà hai vợ chồng mình cùng làm ở trong một cái cửa hàng bán đồ thể thao ở tại Royal City ấy. Thì bọn mình quen biết nhau và thấy hợp với nhau rồi là bọn mình tiến đến hôn nhân ạ. Việt Nam Lúc Team là nơi mà đưa mình lên đến đỉnh vinh quang. Nhưng mà sau đấy thì mình đã chọn là rời Việt Nam Lúc Team để vào SSC, bởi vì SSC là một môi trường rất là tốt để mà đào tạo các võ sĩ có những cái ước mơ gọi là khát khao lớn lao hơn. Trong đây lại có những bạn tập rất là chất lượng và đội ngũ huấn luyện viên cũng như cơ sở vật chất là rất là tuyệt vời. Thế là mình đã chọn là rời Việt Nam Lúc Team để vào đây để tập luyện. Bởi vì ở Việt Nam Lúc Team thì mình chủ yếu là mình đi dạy là nhiều. Đấy. Còn vào đây là mình dành 100% thời gian để mình tập luyện. Mình cũng cảm ơn vợ mình rất là nhiều, bởi vì trong suốt cái thời gian mình chuẩn bị cho những cái giải đấu rồi là mình xa nhà vào đây thì vợ mình cũng ủng hộ rất là nhiệt tình luôn, bởi vì nếu mà vợ mình không ủng hộ ấy chắc là mình cũng không có đủ dũng cảm để bỏ tất cả ngoài Hà Nội để đi vào đây để tập luyện đâu. Bởi vì ngoài kia thì mình cũng khá là ổn định ấy. Nhưng mà mình may mà được vợ, mà khi mà mình đưa ra ý kiến là mình sẽ chuyển vào trong Sài Gòn này thì vợ mình cũng ủng hộ. Mình cũng rất là cảm ơn vợ mình luôn luôn cổ vũ động viên mình, rồi thay mình chăm lo cho bé ở nhà để mình có thể an tâm ở trong này để tập luyện. Dự định của mình là đã cố gắng bảo vệ thành công Dai Lion Championship hạng cân 56kg. Cái thứ hai nữa là mình sẽ cố gắng tham gia một cái vài giải đấu nào đấy ở trong nước có hạng cân cũng như là có cái nội dung MMA của mình. Quốc tế thì nếu mình có duyên thì mình cũng vẫn cố gắng hết mình thôi, bởi vì mình đã xác định đi tập luyện là có giải là mình chỉ cần là có người tạo điều kiện cũng như là cho mình đi thôi là mình sẽ cố gắng tập luyện để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu.